Hỗ Quyên, đấu trường La Mã của Việt Nam với những trận đấu thú dữ kinh điển. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với News TV. Tại cố đô Huế ngày nay đang tồn tại một đấu trường hổ độc đáo không chỉ ở Việt Nam mà còn là phạm vi thế giới mang tên Hỗ Quyên với lịch sử gần 200 năm, được ví là Colosseum của phương Đông. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang bảo tồn, phát huy giá trị di tích này. Độc nhất vô nhị, Huế vốn nổi tiếng với nhiều di tích kiến trúc độc đáo, quý hiếm và không thể thiếu cái tên Hỗ Quyên. Địa chỉ này nằm cách trung tâm thành phố Huế gần 5 km về phía tây, đi theo hướng đường Bùi Thị Xuân, ngay thuộc phường Thủy Biều, thành phố Huế, thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Năm 1998, công trình này đã được công nhận là di tích cấp quốc gia. Nhiều tài liệu cho rằng Hỗ Quyên dù không thể sánh bằng đấu trường La Mã nổi tiếng Colosseum của Italia, nhưng đây được xem là công trình có kiến trúc độc đáo không chỉ của Việt Nam mà còn của cả trên thế giới, thuộc dạng cực hiếm chỉ sau đấu trường La Mã. Theo sử sách Triều Nguyễn, Thú Tiêu Khiển tổ chức những trận đấu giữa voi và hổ có từ thời chúa Nguyễn Hoàng. Sau này khi Triều Nguyễn chính thức được thiết lập tại kinh đô Huế, đấu trường voi hổ được xem là thú vui giải trí thịnh hành qua nhiều triều đại. Đến năm 1830, vua Minh Mạng chọn một vùng đất tại chân đồi Long Thọ, cách không xa kinh thành Huế, đấu trường Hỗ Quyên bây giờ, để xây dựng một trường đấu kiên cố dành cho những trận tự chiến. Những cuộc đấu như vậy được tổ chức không chỉ mang tính chất mua vui, giải trí cho vua quan và người dân, mà còn thể hiện khích lệ tinh thần thượng võ. Theo các nhà nghiên cứu, Hỗ Quyên là đấu trường được xây dựng năm Canh Dần 1830, dùng để tổ chức những trận tự chiến giữa voi và hổ cho nhà vua, đình thần và dân chúng xem, đồng thời huấn luyện cho voi có thêm kỹ năng chiến đấu. Hỗ Quyên có cấu trúc khá đơn giản nhưng rất chắc chắn, có hình vành khăn, nằm lộ thiên với hai vòng tường thành trong và ngoài. Vòng thành trong cao 5,9 m, vòng ngoài cao 4,75 m, nghiêng một góc 10 đến 15 độ, tạo thế vững chãi kiểu chân đê. Chu vi tường ngoài 145 m, đường kính lòng chảo Hỗ Quyên là 44 m. Với thiết kế vững chắc bằng gạch vồ, đá thành và vôi vữa tốt để đảm bảo an toàn cho mọi người khi xem các trận đấu. Ngoài hệ thống tường thành, phía bắc đấu trường có một cánh cửa lớn với thiết kế hai lá cao 8 thước, rộng 7 tấc. Phía trên cửa có ghi Hỗ Quyên là nơi voi được đưa vào trường đấu. Ở hai phía trái phải của cửa chính có hai lối đi với 24 bậc thang dẫn lên khán đài. Theo nghi thức, bên trái dành cho vua và các hoàng thân quốc thích, đại thần, bên còn lại dành cho quan chức và binh lính. Đối diện với khán đài vua ngồi là 5 chuồng hổ được xây dựng ngay trong lòng đấu trường, với hệ thống cửa gỗ được đóng mở bằng cách kéo dây nối từ trên xuống. Sân đấu là thảm cỏ hình tròn. Là một người con gốc Huế, gia đình có 4 đời sống bên cạnh đấu trường Hỗ Quyên, bà Tống Thiên Nguyệt, 84 tuổi, tổ 1 trường đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế, luôn mang trong mình một mạng ký ức riêng về đấu trường Hỗ Quyên. Qua lời kể của cha, bà nhớ như in những trận đấu sinh tử của voi và hổ. Cha tôi kể ngày xưa, đường ở đây to và đẹp lắm. Vua thường đi lên đây bằng thuyền, khi cập bến sẽ được quân lính đưa lên đấu trường bằng kiệu để xem đấu voi hổ. Người dân cũng được lên đứng phía trên khán đài để thưởng thức. Trận tự chiến tại đấu trường Hỗ Quyên diễn ra hàng năm và kết thúc khi voi quật chết hổ. Bà Tống Thị Nguyệt kể, bà Lê Thị An Hòa, trưởng phòng nghiên cứu khoa học Trung tâm Bảo tồn Di tích của Đô Huế cho biết, được coi là đấu trường Hỗ Quyên bởi vì đây là một đấu trường mà bên trong chỉ có 5 chuồng nuôi hổ. Trước trận đấu, hổ trong chuồng đó đi ra, còn voi sẽ được đưa từ bên ngoài vào. Ngày xưa và hiện tại chỉ có duy nhất một đấu trường voi hổ tại Việt Nam. Trên thế giới chỉ có đấu trường bò tó của Italia, không có đấu trường nào voi hổ như thế này. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, từ khi xây dựng Hỗ Quyên, nghi thức tổ chức các trận quyết đấu giữa voi và hổ trở nên trang trọng hơn trước. Ngày diễn ra trận đấu, dân chúng địa phương ở trong vùng cũng đặt hương án lễ vật. Từ sáng sớm, dân chúng đã hăm hở đến nơi chờ xem các trận. Trước khi được đưa ra đấu trường, hổ đã bị cắt trụi móng vuốt và bẻ hết răng nhọn, xem như là một hình thức luyện tập. Những trận tự chiến giữa voi và hổ thường được triều đình nhà Nguyễn tổ chức mỗi năm một lần. Trận đấu cuối cùng diễn ra tại Hỗ Quyên cách đây 118 năm dưới thời vua Thành Thái. Hỗ Quyên và bi kịch của cọp trong đấu trường độc đáo thời Nguyễn. Từ ảnh hưởng chi phối của thuyết vạn vật hữu linh, con người thường thiên hóa những niềm yêu thương chân quý hay ngược lại, cả nỗi sợ hãi kiên dè, để thăng hoa giá trị và giảm thiểu những điều không hay, gắn liền với từng không gian sinh tồn. Người Việt đã định hình nên nhiều đức ông đầy tôn kính như ông Thiên, Tý ở vùng đồng bằng, ông Thiên 30 cọp ở vùng sơn lâm, cá ông, cá voi ở vùng biển và ông Quan Công, biểu trưng cho lòng trượng nghĩa, xã thân vì nước, được tịch nhập, tích hợp từ văn hóa phương Bắc. Trên dải đất phía nam Hoành Sơn,
uy lực bà mẹ xứ Sở bao trùm từ núi đến biển, quản hạt cả lãnh thổ lẫn lãnh thải, khác hẳn ông Thành Hoàng ở Bắc Bộ, miền Trường Núi đổi danh chúa Sơn Lâm với ông Thiên Hổ. Bên cạnh miếu bà thường có am ông Hổ, và ông Hổ cũng thường xuất hiện trên bình phong của miếu bà. Tại đây cũng xuất hiện dạng thức hổ phù mang nhiều giá trị đặc trưng trong điêu khắc trang trí Huế, nhất là trong giá trị mỹ thuật, khi càng thể hiện uy quyền, chấn trị cũng như giải trừ những điều tai ách. Theo uy lực bao trùm đó, thậm chí trong đời sống dân gian vùng trung du và miền núi, phổ biến phương thức người lớn thường mang ông Hổ ra để dọa trẻ con những lúc khóc quấy. Ông Hổ được đứng vào hàng 12 con giáp với bạn Lâm. Trong đời sống dân gian Việt Nam, tiền nhân đã rất tinh tế khi bổ sung bên cạnh ông Hổ một vị tiểu hổ là mèo, mão, để uyển chuyển và hiệu quả. Sự bổ sung hình tượng và tính cách mèo để khắc chế tính chất cứng của hổ, thành cặp đứng sát nhau từ dần hổ đến mão mèo, đặc biệt là mèo, là hắc tinh của tí chuột để bảo vệ mùa màng cho người nông dân, vốn là vấn đề trọng tâm của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Không chỉ có vậy, dù không được đứng vào hàng 12 con giáp, nhưng dân gian Việt Nam cũng rất tinh tế khi nhấn mạnh tạo hóa đã khéo sắp đặt hài hòa giữa hai linh vật nổi tiếng cương nhu này, một loài trung gian rất độc đáo, còn báo, bèo, hội tụ đủ những sở trường tối ưu, kể cả chuyện leo cây. Hổ dũng mãnh nên dân gian kinh sợ, thờ cúng và triều đình nhà Nguyễn thường ban bố lệ khuyến khích săn bắt diệt trừ nạn hổ. Đặc biệt, dân làng Phù Bài ở Huế và làng Thủy Ba ở Quảng Trị, nổi tiếng tài săn bắt hổ, được phiên chế vào vệ võng thành đặt trách nhiệm vụ độc đáo này, với nhiều điển lệ rất chi tiết mà có khi lực lượng lên đến hơn 500 người. Ở làng Tiên Cảnh Tiên Phước Quảng Nam vẫn lưu truyền nhiều di vật, truyền tích độc đáo về nghề vây cọp nổi tiếng khắp tứ tiên của đất Quảng xưa nay. Chính nhờ có sức mạnh đặc biệt của chúa Sơn Lâm như vậy mà các chúa Nguyễn đã chọn hổ làm đối trọng cho một cuộc đấu không cân sức nhằm tôn vinh voi gắn liền với sứ mệnh, nhấn mạnh vào vai trò to lớn của tượng binh trong các chiến thắng quân sự suốt thời đàng trong thời Nguyễn. Từ cội nguồn mối quan hệ giao hảo tận thời Lê Trung Hưng ở vùng Cửu Châu Kimi của Lào, thông qua ải Ai Lao, cửa khẩu Lao Bảo ngày nay. Tượng binh có vai trò đặc biệt trong quân đội thời Nguyễn và trong chiến trận, từng được thiên hóa, điển chế hóa, nhân hóa thành những chiến sĩ anh hùng quả cảm, hy sinh anh dũng để chiến đấu, cứu nguy đồng đội qua bao câu chuyện cảm động. Cụ thể như động tác ré lên trước khi gục ngã. Đến thời Gia Long, triều đình do xây dựng nền miếu Long Châu, dân gian gọi là Điện Voi Ré, nằm sát Hổ Quyền, để thờ 15 vị thiên thần, nhân thần trong cõi có sứ mệnh bảo an cho vương triều, và đặc biệt là thờ 4 thần vị voi đại tướng quân có chiến công hiển hách là 1. Hùng Tượng Ré Rí Lý Thần Vị, 2. Tứ Phong Vi Đô Đốc Hùng Tượng Bích Thần Vị, 3. Tứ Phong Vi Đô Đốc Hùng Tượng Nhị Thần Vị, và 4. Tứ Phong Vi Đô Đốc Hùng Tượng Bôn Thần Vị Nguyễn Đình Hòa. Canh Thìn 1820 chuẩn cấp cho tượng quân mỗi năm được 100 quan tiền để các thờ thần ở miếu Long Châu. Hàng năm cứ đến tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 11 thì chọn ngày tốt để tế. Từ sự trọng thị đặc biệt đối với voi mà nhà Nguyễn cho cách hành xử thiên lệch với vị chúa Sơn Lâm thông qua một cuộc đấu không cân sức giữa voi và hổ. Voi to lớn lại no đủ, có nài điều khiển, trong khi hổ bị nhịn đói và cắt hết bóng vuốt. Chiến cuộc này diễn ra ở ba đấu trường trước, đặc biệt là trên cồn Giả Viên thời chúa Nguyễn, trước kinh thành và ở Hổ Quyền thời Nguyễn. Trong suốt một trận đấu voi hổ ở phía trước kinh thành Huế, hồi tháng 5 Kỷ Sửu 1829, vua Minh Mạng ngự thuyền sông Hương để xem, lúc thì Lan Vũ Khố Hồ Hữu Thẩm sai Tường Dịch buộc cọp để thử voi, nhưng do dây lỏng nên hổ sổng ra, chạy gần đến thuyền vua, binh lính đón đánh chết ngay, vua xuống dụ nghiêm trách vì thị lan phải tội cách lưu. Do vậy mà tháng Giêng Canh Dần 1830, vua Minh mệnh cho xây đắp Hổ Quyền ở Gò Long Thọ, trở thành một đấu trường độc đáo xưa nay. Đầu thế kỷ thứ 20, con đường Bùi Thị Xuân hiện nay được đặt tên là Rudas Anik, tức là đường Hổ Quyền đấu trường. Pierre đến Huế đầu năm 1750 đã chứng kiến một trận đấu giữa hổ và voi trên cồn Giả Viên. Người ta cho lội qua sông 40 con voi đồ sộ cùng với lính tráng nghi vệ đứng thành hàng bao quanh và những con cọp ở phía đối diện. Sau khi nhà vua phát lệnh, một con cọp được thả ra khỏi chuồng, đáng thương vì bị nhốt lâu ngày, cắt hết móng vuốt, may miệng và còn bị buộc chặt vào cột với sợi dây thừng dài. Con voi tách ra khỏi hàng, bước chậm đến gần cọp. Nó cuốn vòi sợ bị chụp và dùng cặp ngà sóc nâng con cọp, quay lên cao cho đến khi cọp chết. Thậm chí trong một ngày, đàn voi từng hạ tới 18 con cọp như vậy. Souvenir từ Huế của Michael Đức Trang Nưu.
cũng mô tả câu chuyện ngày thầy Gia Long với sự sinh động, chi tiết hơn, nhất là những tình huống sự cố đặc biệt nghiêm trọng, khi quản tượng thúc voi đến lùm cây, cọp nằm yên, ẩn mình vì sức lực yếu đi, cọp lo sợ nhìn voi, voi đưa ngã hất văng cọp, quản tượng ngăn lại và chỉ trong chớp mắt cọp lại đứng lên, thu hết tăng lực với cú nhảy chộp lấy vòi voi. Voi hoảng sợ tột cùng, rống to kinh hoàng, tìm cách hất cọp ra xa, do bị mất móng vuốt và cọp nhanh chóng bị hạ. Thầy Gia Long có một sự kiện bi thảm khi cọp nhanh như chớp bay vọt lên cao, đánh mạnh vào thái dương, làm quản tượng bất tỉnh, ngã vật xuống và voi bỏ chạy, đuôi lại dẫm chết ông. Khi con voi thứ hai lâm trận, với nỗ lực tột cùng, cọp bứt dây, làm đám đông hỗn loạn vì sợ, buộc quan quân phải kết liễu nó bởi một rừng lao. Trên đây là video hữu quyền đấu trường La Mã của Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share, ủng hộ News TV, thêm động lực cho thêm nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.